Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 20 tháng 1 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Việt Nam bị loại khỏi Asian Cup sớm hơn lượt đấu. Thưa quý vị, đúng như dự đoán ban đầu, Indonesia đã lựa chọn cách nhập cuộc đầy tự tin. Họ đẩy đội hình lên cao, chơi pressing rất rát ngay bên sân. Họ đã đẩy đội hình lên rất cao và chơi pressing cực kỳ khó chịu ngay bên phần sân của đội tuyển Việt Nam. Điều này đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Fuye đã hoàn toàn lép vế trong 20 phút đầu tiên của trận đấu. Đội tuyển của chúng ta đã có những đường phát triển lên phía trên khi đối thủ ám sát và đá rắn. Tuy nhiên, hàng công của Indonesia cũng chưa thể tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng. Điều này khiến hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra mà không có nhiều tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, đến phút 42, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Thanh Bình là người đã kéo áo cầu thủ của đối phương trong vòng cấm một cách khá lộ liễu. Indonesia sau đó được hưởng một quả penalty và đương nhiên rồi, đội trưởng của Asnavi đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Nguyễn Philip mở tỷ số của trận đấu. Sang hiệp thi đấu thứ hai, huấn luyện viên Thuje đã có sự thay đổi người khi bất ngờ Thái Sơn và Tuấn Hải, dù chơi khá tốt trong hiệp 1, được cho ra nghỉ. Tuấn Hải thì bị đau, còn Thái Sơn được thay thế bởi Lê Phạm Thành Long. Thưa quý vị, cơ hội của đã đến với đội tuyển Việt Nam nhiều hơn với một số cú dứt điểm từ xa và các pha không chiến, nhưng đều không thắng được thủ thành bên phía Indonesia. Mấu chốt chìa khóa khiến hạng công từng chọc thủng lưới Nhật Bản hai lần là im tiếng cho Indonesia. Có lẽ theo nhiều người nằm ở chấn thương của cầu thủ Đình Bắc ít ngày trước trận đấu. Vì thế anh đã không được đăng ký ở trận đấu này và tiền vệ Quang Hải lần đầu tiên đá chính cho đội tuyển Việt Nam sau hơn một năm. Với ba đội trưởng trên tay, Quang Hải cũng không thể tạo được nhiều đột biến như đàn em 20 tuổi trước khi phải rời sân nhường lại vị trí cho Văn Toàn ở phút 72. Không tìm được bàn thắng gỡ, thậm chí đội tuyển Việt Nam còn đối diện với nhiều pha phản công nguy hiểm đến từ đối thủ. Ở phút bù giờ, rồng vàng chỉ có với 10 người khi Lê Phạm Thành Long phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Dù rất cố gắng nhưng đội tuyển Việt Nam của chúng ta cũng không thể có được bàn thắng và chấp nhận trận thua với tỷ số tối thiểu 0-1. Kết quả này khiến cho thầy trò huấn luyện viên Philip Thuje chính thức bị loại. Kịch bản duy nhất khiến Việt Nam dừng bước ngay sau lượt trận thứ hai đã xảy ra khi chúng ta thua Indonesia, còn Iraq thắng Nhật Bản. Kết quả này đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Thuje tiếp tục đứng chót bảng D, chưa giành được điểm số nào, còn Nhật Bản và Indonesia lần lượt đứng trên với 3 điểm. Ngay cả khi thắng đậm Iraq ở lượt cuối, Việt Nam cũng không còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ ba do thua chỉ số đối đầu trước Indonesia và Nhật Bản. Huấn luyện viên Sinteyong, Indonesia thắng tuyển Việt Nam nhờ may mắn. Với việc đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0, huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc ông Sinteyong lần đầu tiên biết đến chiến thắng khi dẫn dắt đội tuyển Indonesia đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Indonesia đến với Asian Cup 2023 với một đội hình trẻ, cao thủ trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm. Đó là lý do hiệp 2 chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tuyển Việt Nam đã thay đổi chiến thuật ở hiệp thi đấu thứ hai và đã chơi tốt hơn. Cao thủ của tôi chiến đấu hết sức mình, giữ được tỷ số bằng mọi giá. Trong trận đấu có những thứ mà tôi không thể kiểm soát được khi đứng bên ngoài sân, nên chỉ biết trông cậy vào cao thủ. Và ngày hôm nay họ đã thể hiện rất tốt, mạnh mẽ hơn các trận đấu trước và giành chiến thắng. Indonesia gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 và có bàn thắng từ tình huống được hưởng penalty. Huấn luyện viên Sinteyong cho rằng đội bóng của mình đã gặp may mắn. Hai đội ngày hôm nay đều cố gắng hết sức mình. Đây là một trận đấu hay, chứ tôi thắng nhờ may mắn thôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn dành cho sự cổ vũ của các cổ động viên. Họ đã đến sân rất đông. Bùi Hoàng Việt Anh rơi nước mắt, mong người hâm mộ ủng hộ đội tuyển Việt Nam trận gặp Iraq. Đội tuyển Việt Nam là đội bóng đầu tiên bị loại khỏi Cúp Châu Á Asian Cup 2023 khi để thua liên tiếp 2 trận đấu. Phát biểu sau trận đấu thì trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã không kìm được những giọt nước mắt. Tôi thực sự rất buồn và tiếc nuối khi toàn đội đã chơi rất tốt trong hiệp 2 nhưng bàn thắng không tới. Mục tiêu đấu trận của toàn đội là 3 điểm nhưng đã không thể hoàn thành. Đánh giá về trận đấu với Indonesia, trung vệ của câu lạc bộ của Hà Nội chia sẻ: trong hiệp 1 Indonesia đá tốt, đẩy cao tấn công khiến chúng tôi bất ngờ. Hiệp thi đấu thứ hai chúng tôi đã sốc lại nhưng không thể có bàn thắng. Trước khi lên đường về nước, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một trận đấu mang tính chất thủ tục gặp đội tuyển Iraq. Theo đó, trung vệ của đội tuyển Việt Nam mong muốn được người hâm mộ tiếp tục quan tâm và ủng hộ. Chiều tới chúng tôi sẽ phải cố gắng, hy vọng người hâm mộ vẫn đồng hành cùng chúng tôi. Thời gian tới đội tuyển sẽ trình bày một bộ mặt khác hơn. Trong khi đó, huấn luyện viên Philip Thuje cũng không giấu nổi sự thất vọng về kết quả trận đấu này. Tôi thất vọng vì đội đã thua trận. Tôi có trao đổi riêng với Thanh Bình và Việt Anh sau hiệp 1. Rõ ràng là hiệp 2 họ đã truy cản tốt hơn rất nhiều. Hiệp 2 Bình đã dám chơi, dám đứng đầu sau sai sót. Cậu ấy đã vượt qua giới hạn. Thanh Bình có chuyên môn nhưng luôn có chút ngại ngùng và rụt rè. Tôi không trách mắng Thanh Bình và Việt Anh, họ đã chơi tốt gần như cả trận. Tôi hài lòng về hiệp 2, nhất là về mặt tinh thần. Cao thủ đã chiến đấu không ngừng, dù bị đối thủ ghi bàn ở một tình huống phạt đền. Họ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và hết mình cho các tình huống bị phản công để duy trì sự cân bằng cho hàng thủ. Dù thua, một số cầu thủ đã thể hiện tốt, vượt ngưỡng. Đây là điểm mà tôi ghi nhận. Kết quả ngày hôm nay thì khiến đội không thể đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu vì mục tiêu 3 điểm ở lượt cuối. Toàn đội không được phép bỏ cuộc.
Cộng đồng mạng tấn công Thanh Bình trên Facebook, cầu thủ trùng tên bị hiểu nhầm. Chứng kiến pha phạm lỗi của Thanh Bình dẫn tới việc đội tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền và thủng lưới ở cuối hiệp 1, một số fan hâm mộ đã lên tiếng chê hậu vệ này non nớt kinh nghiệm. Facebook của trung vệ Thanh Bình đã bị hàng loạt những cổ động viên vào đả kích, chỉ trích sau sai lầm dẫn đến bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Indo. Một cầu thủ khác cũng có tên là Thanh Bình đã chịu liên đới. Sai lầm của Thanh Bình khiến Facebook cá nhân của anh chịu sự chỉ trích gay gắt từ một bộ phận người hâm mộ. Rất nhiều người đã dùng những từ ngữ không hay, thậm chí rất nặng nề để nói về trung vệ này. Nhưng có một điều cũng giờ khóc giờ cười, đó là Facebook của tiền đạo Lê Thanh Bình cũng bị cổ động viên vào chỉ trích chỉ vì anh trùng tên với cầu thủ Thanh Bình thi đấu trên sân. Điều đó khiến cho nhiều cổ động viên của câu lạc bộ Thanh Hóa, đội bóng mà Thanh Bình đầu quân, cũng phải ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Iraq lần đầu đánh bại Nhật Bản sau 42 năm. Quay trở lại với cơn địa chấn của Asian Cup 2023, với cú đúp của tiền đạo Hussein, nó đã giúp cho cao thủ Iraq thắng Nhật Bản 2-1, có đó chiếm đỉnh bảng D. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ở trên sân Education City, ban huấn luyện và cao thủ dự bị của Iraq đã ùa vào sân ăn mừng cùng các đội. Người hùng Hussein sau đó đã chạy dọc đường biên. Còn trên khán đài, đám đông các cổ động viên Iraq liên tục hát vang, nhảy nhót như những gì họ đã làm trong phần lớn thời gian trận đấu. Khung cảnh cứ như một chiến thắng ở trận chung kết, một khung cảnh thực sự lễ hội. Và thực tế niềm vui đó cũng có lý do. Kể từ ASEAN 1982, đây là lần đầu tiên Iraq đánh bại được Nhật Bản. Chiến thắng này còn giúp họ chiếm đỉnh bảng D với 6 điểm và chắc chắn cầm tấm vé đi tiếp. Iraq xứng đáng với 3 điểm này dù chỉ cầm bóng 27%, tung ra 8 cú dứt điểm, bằng một nửa so với đối thủ. Bằng đấu pháp hợp lý, họ khai thác triệt để những thời điểm mất tập trung của Nhật Bản trong hiệp 1 và ghi 2 bàn. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport News.